sẽ đấu, mà nếu chúng ta thắng chúng ta sẽ vượt qua Thái Lan. Đánh biên, pha đánh bóng ra ngoài của Napadet, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đội hình chính của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được sử dụng ở trên sân, với chuyền hai Văn Duy, đối chuyền đội trưởng Từ Thanh Thuận. Cùng với đó là Duy Tuyến, Ngọc Thuần và libero Huỳnh Trung Trực. Bỏ nhỏ, và bỏ nhỏ rất thông minh và tinh tế của Ngọc Thuần. Tình huống đánh chồng hay của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuần rất sắc sảo trong pha bóng vừa rồi. Tay chắn, điểm tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. Nếu theo dõi kỹ Kisada thì cầu thủ này cũng không có quá nhiều miếng đánh chiến thuật. Hầu hết phụ công bằng áo số 25 chỉ dứt điểm với những cú đánh nhanh hoặc những pha đánh lao điều chỉnh. Hướng phòng thủ tốt của đội tuyển Việt Nam, Thanh Thuận. Nhưng ngay sau đó thì đội tuyển Thái Lan cũng có một pha phòng ngự rất hay, Thanh Thuận. Nhưng ngay sau đó thì đội tuyển Thái Lan cũng có một pha phòng ngự rất hay trên lưới, với sự góp mặt của Kisada và Amontep. Napadet sẽ là người phát bóng. Đập bóng tốt từ sau vạch 3m. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền không còn vội vàng rút Thanh Thuận ra sân nữa, khi mà đội trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng. Trong những trận đấu trước đó thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam luôn có những quyết định hơi vội vàng và cũng có phần khó hiểu. Hàng sau, ở pha bóng vừa rồi thì Dương Văn Tiên đã không thể đánh bại được hàng chắn của các cầu thủ Thái Lan. Một tình huống tấn công có phần hơi lộ của đội tuyển Việt Nam, và Thái Lan đã kịp giáp chắn với một hàng chắn 3 người. Đánh biên, lại là Thanh Thuận. Thanh Thuận vẫn là một trong những mũi công ghi được nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games năm nay. Một cái tên không thể thiếu trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Thanh Thuận sinh năm 1992, với chiều cao 1m92, khả năng bật đà 3m40 và bật chắn là 3m20. Ngọc Thuần, Ngọc Thuần đánh bóng ra ngoài rồi. Một cú đánh khá giống với tình huống trong set 1. Đó cũng là một pha xử lý mà Ngọc Thuần đã đưa bóng ra ngoài khá xa. Pha phát bóng tấn công rất khó chịu của Amontep. Bỏ nhỏ, cơ hội hàng sau, đó là cú đánh của Ngọc Thuần. Sau khi dứt điểm thì Ngọc Thuần cố gắng để không mắc lỗi lưới.
Các trọng tài thì xác định đó là một đường bóng ngoài. Và chúng ta đã quyết định lần đầu tiên sử dụng quyền khiếu nại trong trận đấu này. Rất hồi hộp cho pha bóng vừa rồi của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đã nỗ lực hết mình để ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Bóng trong sân. Pha tấn công quá ấn tượng của chủ công biên phòng Nguyễn Ngọc Thuần. Ngọc Thuần là cầu thủ có sức bật tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Bật đà 3m50 và bật chắn 3m30. Chiều cao của anh là 1m93. Được 1-0 tốt của đội tuyển Thái Lan. Và đối phương vừa mắc lỗi trong tình huống tấn công của mình. Lỗi lưới là rất rõ. Trận đấu thứ 3 chúng ta vẫn tiếp tục là những người dẫn điểm. Một đường chuyền hai bằng chân rất nỗ lực của Marvin. Nhưng Thái Lan không thể sửa sai ở pha bóng vừa rồi. Và ban huấn luyện của họ lại phải xin dừng trận đấu để hội ý. Ở giải đấu năm ngoái thì Thái Lan cũng đặt mục tiêu góp mặt trong trận chung kết, nhưng sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết thì họ cũng đã mất tinh thần và tiếp tục để thua Campuchia trong trận đấu tranh tấm huy chương đồng. Hiện tại thì bóng chuyền Nam Thái Lan vẫn là một trong hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở các kỳ SEA Games. Họ đã giành được 8 tấm huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Chỉ xếp sau có Indonesia, đội bóng giành được 11 tấm huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thái Lan đã có quãng thời gian thống trị bóng chuyền Nam Đông Nam Á với 4 chiếc vô địch liên tiếp. Thanh Thuận. Tình huống chắn bóng tốt của đội tuyển Việt Nam. Và đây là cơ hội. Chúng ta đã tận dụng thành công cơ hội vừa rồi với nỗ lực của Trần Duy Tuyến. Duy Tuyến ngày hôm nay thi đấu rất ấn tượng. Phụ công Duy Tuyến như chúng tôi đã nói là một trong hai gương mặt trẻ nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, cùng với Nguyễn Văn Quốc Duy. Hai cầu thủ này đều sinh năm 2001, năm nay 22 tuổi. Duy Tuyến có chiều cao 1m90, khả năng bật đà 3m40 và bật chắn 3m20. Đang là phụ công thuộc biên chế của biên phòng. Trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam lần này thì có 3 cầu thủ thuộc biên chế của biên phòng. Ngoài Duy Tuyến còn có Ngọc Thuần và chuyền hai Đinh Văn Duy. Cả 3 cầu thủ của biên phòng đều đánh chính trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở trận này. Trong khi đó thì câu lạc bộ đóng góp nhiều nhân sự nhất cho đội tuyển quốc gia ở SEA Games năm nay là Ninh Bình Liên Việt Postbank. 4 cái tên của Ninh Bình gồm có libero Trịnh Duy Phúc, chuyền hai Giang Văn Đức, phụ công Cù Văn Hoàn và cái tên còn lại là phụ công Nguyễn Thanh Hải. Đó là pha tấn công tốt ở vị trí số 2 của Từ Thanh Thuận. Có lẽ lúc này thì các cầu thủ của chúng ta đã có thể bắt đầu mở hội rồi. Chúng ta đang cảm nhận được chiến thắng đến rất gần với đội tuyển Việt Nam với những diễn biến hiện tại trên sân. Trọng Nghĩa, Văn Nam và Duy Phúc tỏ ra rất vui mừng sau tình huống ghi điểm vừa rồi của Từ Thanh Thuận. Hàng sau. Và đánh đi quá chất lượng là của Amotep, đối chuyền mang áo số 3. Thanh Thuận. Bóng chạm tay chắn của Kisada và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống nhảy chuyền tương đối tốt của Đinh Văn Duy. Đinh Văn Duy rất có triển vọng. Sau khi được tin tưởng và được thi đấu nhiều hơn thì Đinh Văn Duy đang dần tìm được tiếng nói chung với những người đàn anh của mình.
Đánh biên. Đó là cú đập bóng của Napadet. Ngọc Thuân. Ngọc Thuân đánh bóng bung tay chắn và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách 5 điểm dành cho đoàn quân của viên Trần Đình Tiền. Ngày hôm nay thì nếu là những cổ động viên của Thái Lan, có lẽ họ đang có cảm giác rằng không có bất cứ một cơ hội nào cho người Thái ở trận đấu này. Liên tục là những xét đấu mà đội tuyển Việt Nam dẫn xa so với đối phương. Phát bóng tốt. Tình huống tấn công biên của Napadet đang bị các tay chắn của chúng ta chặn đứng. Và vừa rồi là một pha kết thúc ở vị trí số 2 nữa của Amontep. Sau khi hiệu quả tấn công của Napadet và Kisada đang có dấu hiệu đi xuống thì Amontep đang nổi lên là một trong những mũi công có hiệu quả, hiệu suất ghi điểm cao bên phía đội tuyển Thái Lan lúc này. Phát bóng tấn công rất hay. Đó là tình huống phát bóng tấn công của chuyền hai Marvin. Marvin đã từng thi đấu trong màu áo của đội bóng Air Force ở mùa giải 2021-2022. Chuyền hai này sinh năm 1996. Chính xác hơn thì mùa giải 2021-2022, chuyền hai Marvin giành ngôi Á quân cùng câu lạc bộ Fishan Ulok. Và anh cũng được bình chọn là một trong những chuyền hai xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Lợi thế đang là 3 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu phát bóng của Napadet. Napadet phát bóng không qua lưới. Những tình huống phát bóng mất điểm như vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho những người đồng đội xuống tinh thần rất nhiều. Đây có lẽ là những điều mà các vận động viên của Việt Nam cũng đã trải qua ở những lượt trận vừa rồi. Chúng ta tấn công không tệ nhưng mất quá nhiều điểm với những tình huống phát bóng của mình. Bên cạnh đó là những pha xử lý lỗi bước một nữa. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có được thành tích tốt hơn. Kisada. Kisada đánh bóng ra ngoài. Kisada cũng tỏ ra thấm mệt rồi. Liên tục được thay ra nghỉ ngơi nhưng vẫn không kịp hồi sức. Mặt thực sự là ngao ngán của huấn luyện viên Park Ki-won. Thái Lan đang không có bất cứ cơ hội nào để có thể xoay chuyển tình thế. Họ luôn bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước với cách biệt 3 cho tới 5 điểm. Kisada phát bóng. Và phối hợp đánh chồng thành công của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuần là người có khả năng đánh chiến thuật rất hay, đặc biệt là những tình huống đánh chồng. Mười lăm mười nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi ghi điểm thì Ngọc Thuần lại đánh mất một điểm số sau tình huống phát bóng không qua lưới của mình. Và ở phía bên kia thì mũi công xuất sắc của Thái Lan là Amontep cũng mắc lỗi phát bóng.
Khoảng cách 5 điểm vẫn đang được duy trì. Đối thủ tấn công tốt từ vị trí số 4. Tình huống phòng ngự không thành công của Ngọc Thuần. Và bây giờ thì chủ công Anut sẽ là người phát bóng cho đội tuyển Thái Lan. Napadep không vượt qua được tay chắn của Từ Thanh Thuận. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn chưa có điểm. Tiếp tục là Napadep chắn bóng tốt. Một tình huống đánh bóng bền giữa hai đội. Amontep, đây là cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Hàng sau Thanh Thuận, không phải, đó là Ngọc Thuần. Bây giờ thì tới lượt Napadep, vẫn chưa đội nào có điểm cả. Diễn biến rất hay ở đường bóng này. Văn Tiên, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 17-12. Khả năng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã được cải thiện rất nhiều. Một tình huống đôi công, một pha bóng bền giữa hai đội. Và cuối cùng thì điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Pha kết thúc là của chủ công Dương Văn Tiên. Không biết lúc này thì ông Park Ki-won đang nghĩ gì, nhưng có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã cảm nhận được thêm một thất bại nữa với đội tuyển Thái Lan rồi. Pha phối hợp đánh lao ngắn tốt của cầu thủ Thái Lan. Tình huống kết thúc vừa rồi là của phụ công mang áo số 27, Panupong. Panupong là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Năm nay mới 20 tuổi, sinh năm 2003. Cao 1m93, khả năng bật đà là 3m35, bật chắn 3m09. Nhưng ngay sau đó thì Duy Tuyến của chúng ta cũng đưa ra câu trả lời. Phan mừng mang lại rất nhiều sự phấn khích cho những người đàn anh của mình. Tình huống ăn mừng gợi lại những hình ảnh trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Duy Tuyến ngày hôm nay thi đấu rất hay. Đánh biên, chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 19-13. Khả năng chuyền bóng linh hoạt và nhạy bén của Đinh Văn Duy là một sự khác biệt. Trong trận đấu ở vòng đấu bảng thì Giang Văn Đức là người chuyền chính, và Giang Văn Đức thì đã bị Thái Lan nghiên cứu quá kỹ càng. Chuyền hai 36 tuổi, với những đường truyền tốc độ không cao và rất khó để có thể loại bỏ được hàng chắn của đội tuyển Thái Lan. Nhưng đó cũng chưa phải là mấu chốt của thất bại trong trận đấu tại vòng bảng của chúng ta. Mấu chốt của thất bại chính là việc chúng ta mắc quá nhiều lỗi, đặc biệt là những tình huống phát bóng, những lỗi rất nghiêm trọng ở thời điểm quan trọng của séc đấu. Nếu có một điều ước, có lẽ lúc này các cổ động viên của Việt Nam đang ước rằng các cầu thủ của chúng ta thi đấu với phong độ như thế này trong trận đấu tại vòng bảng thì bây giờ chúng ta mới là đội bóng góp mặt ở chung kết, có lẽ là như vậy. Tấn công hàng sau, pha đập bóng rất tốt của Amontep. Napadep và Kisada đã xuống sức và bây giờ thì bóng được đưa tới vị trí của cầu thủ mang áo số 3. Đối chuyền Amontep khá nhiều. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đập bóng rất nhanh của Duy Tuyến nhưng chưa có điểm. Bây giờ thì Kisada mới ghi được điểm cho đội tuyển Thái Lan. Một pha tấn công khá chật vật của người Thái. Trước đó thì Amontep có lẽ nghĩ rằng mình đã ghi được điểm số với tình huống tấn công ở vị trí số 2. Nhưng phải tới cú đánh này của Kisada
cũng không phải là một tình huống thuận lợi với khả năng bật nhảy của Kisada, thì Thái Lan mới có thêm được một điểm nữa. Việt Nam sử dụng quyền time out để các cầu thủ có thời gian hít thở, lấy lại sức, cũng như phần nào làm chậm lại trận đấu khi mà chúng ta đang có được lợi thế dẫn điểm tương đối tốt rồi. Đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đang thi đấu rất ấn tượng, với những cầu thủ trẻ tuổi như Duy Tuyến, như Văn Duy, những trụ cột như Từ Thanh Thuận. Bên cạnh đó là những cái tên như Dương Văn Tiên và cả Huỳnh Trung Trực nữa. Hàng sau, đó là cú đánh của Từ Thanh Thuận, bóng chạm tay chắn sau tình huống kết thúc của Napadet. Bóng đã lọt chắn ở tình huống vừa rồi. Chúng ta vẫn cần phải duy trì sự tập trung, không cho đối thủ cơ hội để hy vọng. 16-19, khoảng cách lúc này là 3 điểm. Cầu phát bóng của Marvin. Marvin cũng là một chuyền hai có kỹ năng phát bóng tốt. Đánh biên. Tiếp tục là Ngọc Thuần. Không thể cứu bóng sau cú đập mạnh vừa rồi từ biên 4 của Ngọc Thuần. Điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì Quản Trọng Nghĩa, Giang Văn Đức có lẽ là không cần phải vào sân, chỉ cần đứng ngoài cổ vũ và chờ đợi chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cao thủ trên sân đang thi đấu với phong độ rất tốt, thế trận vẫn đang rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Cú Văn Hoàn thay cho Duy Tuyến nghỉ ngơi. Phụ công áo số 20 này sẽ thực hiện cú phát bóng của mình. Những tình huống phát bóng của Cú Văn Hoàn là những tình huống phát bóng bay. Kisada ghi thêm một điểm cho đội tuyển Thái Lan. Bóng ra ngoài. Thái Lan vừa dành tặng cho Việt Nam một điểm rất quan trọng ở thời điểm này. 21-17. Khoảng cách tới chiến thắng chung cuộc với chúng ta còn 4 điểm. Và chúng ta cũng đang cách Thái Lan 4 điểm. Chúng ta có thể thấy được sự chua chát mà huấn luyện viên Park Ki-won vừa phải nếm trải sau tình huống phát bóng mắc lỗi của học trò. Đó dường như cũng là điều mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải trải qua trong trận đấu tại vòng bảng. Không cứu được bóng rồi. Đổi vào điểm dành cho Thái Lan. Kisada là người phát bóng. Bóng không qua lưới. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Thái Lan cũng tự thua, mất rất nhiều điểm với những tình huống phát bóng của mình, giống như đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong trận đấu tại vòng bảng. Hai đội có thể nói là trình độ ngang bằng nhau, và đội nào mắc lỗi nhiều hơn thì đội bóng đó tự thua. Đó là mẫu số chung cho cặp đấu này. Amontep vừa có một tình huống đánh bóng chéo sân rất hay ở vị trí số 2.
Cầu công Thanathat trở lại sân để thay cho chuyền hai Marvin. Đánh biên. Tình huống chắn bóng tốt của cầu thủ Thái Lan với sự góp mặt của Thanathat. Không có lỗi lưới ở pha bóng vừa rồi. Cao trò của bên Trần Đình Tiên cần phải tiếp tục duy trì sự tập trung và cần phải bình tĩnh ở thời điểm này. Chiến thắng đã đến rất gần rồi. Lợi thế vẫn đang thuộc về chúng ta, một lợi thế rất lớn. Thắng trước 2 set và vẫn đang dẫn trước trong set 3. Chuyền hai Saranchit phát bóng. Saranchit cũng là chuyền hai xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Bóng ra ngoài, điểm thứ 23 dành cho đội tuyển Việt Nam. Nghỉ ngơi rất lâu rồi vào sân thay cho Marvin. Và Saranchit vừa khiến cho đội tuyển Thái Lan mất điểm với một tình huống phát bóng lỗi của mình. Mỗi lần đội bóng Thái Lan mất điểm từ những pha phát bóng, chúng ta lại được chứng kiến những nét mặt rất đáng thương của huấn luyện viên Park Ki-won. Việt Nam. Văn Tiên đã chấp thành công thời cơ sau tình huống xử lý bước một không tốt của đối thủ. Người Thái đang gặp quá nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Họ tới với SEA Games lần này không phải với mục tiêu có lẽ là giành tấm huy chương đồng. Họ muốn vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng với Indonesia. Rõ ràng là mục tiêu của Thái Lan đặt ra trước khi tới với Campuchia. Nhưng sau thất bại trước đội chủ nhà, một thất bại có thể nói là rất khó có thể nuốt trôi, thì họ đang thi đấu với một tinh thần bị lung lay rất nhiều. Được chuyền của Quả Trọng Nghĩa, cơ hội, bóng ra ngoài và chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. 3-0 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Một màn trả nợ ngọt ngào của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan, và chúng ta là những người giành được tấm huy chương đồng ở nội dung bóng chuyền nam của SEA Games 32.